lần đầu tiên xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Anh dự kiến là cho anh vào cái lớp và cùng lớp này. Anh xin giới thiệu với anh là anh Khải. Hôm nay là bao nhiêu tuổi? Em đang sinh sống và làm việc tại quận 7 Sài Gòn. Xin giới thiệu tính về cái cây viên em đến với lại làm YouTube thì em làm ngành đi thì em có việc vào năm 2007 đi làm cho nó bây giờ em vẫn còn đi làm xưa thì cứ đi làm mà rồi ít giờ về để cà phê này như đó ngày đó thì cũng không biết về ngành đó về công bộ về kiến trúc mà tuy nhiên đến với YouTube thế là đã mua đầu số chúng được cái giải 1 triệu và tối hôm đó thì anh đang trong lúc đang xem một bộ phim có quảng cáo về khóa học giảm giá kiếm tiền của với giá là 299 ngàn, nhớ là như vậy. Thì sau đó thì khi mua về thì để trong một cuốn sách và để đó và không dùng đến đó trong vòng 6 tháng thì tuy nhiên đó là sau đó 6 tháng thì cũng lại gặp được không phải là một cáo của Vietcom nữa mà đó là video của thầy thầy Hiếu về cách kiếm tiền online, kiếm tiền YouTube, kiếm tiền Google. Thì nó xem video đó và nhưng cảm giác rất là thích thú, thấy thầy qua cái video thì thầy sự tin tưởng, dù không tin tưởng lắm xem và bắt đầu có việc tiền YouTube. Sự nhớ lại đó là mình cũng lúc trước mình cũng tham gia một khóa học cách đây 6 tháng rồi mình lôi nha sách ra và lấy khóa học nó ra nghiên cứu. Thì thực tế là ngày đó không có rành về YouTube lắm mà video của thầy thì chỉ biết có một video à coi thôi thì không biết cách vào cái kênh của thầy để mà tìm hiểu kỹ thì lôi cái tài liệu đó ra và làm bắt đầu tập làm thôi.
bài tập làm thì nó bắt đầu hiểu và bắt đầu biết được là tìm hiểu trên của thầy kỹ hơn, rồi bắt đầu làm theo thì mới đầu thì cũng thầy lúc theo thầy mình cũng làm đi tương tác, thầy nói gì thì làm đó, thầy cũng không biết gì hết, em chỉ thầy nói sao thì làm vậy thôi. Thì kết quả sau 6 tháng là chưa kiếm nổi được 10 đô và cái tên thì bị chết. Cảm giác lúc đó thì cũng rất là buồn, thì dù sao mình cũng đã bỏ công sức gần 6 tháng nên lúc đó thì cũng con lâu của thầy để thầy hướng dẫn thì làm cái vlog, thì cũng thành là vlog thì làm cũng rất là lâu, thầy chỉ vì làm đấy mà mình thấy gì là mới thấy. Thì mình cũng thấy cũng không ra tiền nhiều, nhưng mà có ra tiền nhưng mà lại mà làm cái tên cũng không lên nổi. Tập chán nản, đôi lúc cũng chán nản, mà mình làm cái như là không bỏ được, nhưng mà không có tiền gì nữa làm thì nay mình tự tìm hiểu thêm, tham gia những cái tìm hiểu thêm thì hiện tại thì để làm ra tiền tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà nhà cũng mong là 2-3 tháng được 100 đô là thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng có hy vọng. Thì thời gian gần đây thì các thầy có giúp chia sẻ một chút, cái này có đang về tuyển vào cái thời lúc mới này, thì 300 tiếng lần này thì giọng cũng giọng vĩ đại, thì không ngờ được thầy việc vào được rất là khổ lắm này. Hy vọng mà anh chị trong vở đấy đã lẫn nhau phát triển về xin chào.